Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo của em nha. Phía trước có chiếc xe cấp cứu cô chú. Dạ, một ngày mới xin chúc tất cả cô chú, các anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Các bạn thân mến, sáng nay em đang có mặt ngay tại huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Ở đây là một con đường xã của huyện Thoại Sơn nè cô chú. Trong video trở lại An Giang ngày hôm nay, em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan một ngôi chợ quê, ngôi chợ xã nha, có tên là chợ Vĩnh Phú. Đó, phía trước ống kính cô chú, đây là ngôi đình Vĩnh Phú nè. Đấy, ngôi đình này cũng rất là lâu đời cô chú. Ngôi đình này được xây dựng, phải nói là cái thời gian xây dựng thì em không biết chính thức, nhưng mà có thông tin là ngôi đình này được xây dựng từ thời rất là lâu rồi, từ thời mà còn khai quang lập ấp tới bây giờ cô chú. Và năm 1943, đời vua Bảo Đại thứ tư thì được phong sắc thần. Đây là một ngôi đình biểu tượng của Thoại Sơn luôn, và của đặc biệt là của xã Vĩnh Phú. Đó. Ngôi đình bên trong có rất là nhiều những câu đối cũng như là các cái vật phẩm giá trị từ thời xưa tới giờ cũng còn nữa cô chú. Và hàng năm có tổ chức 3 cái ngày lễ của đình luôn. Mình đi thẳng đường này là mình sẽ đi về chợ Vĩnh Phú nè cô chú. Và đi xung quanh của khu vực huyện Thoại Sơn, như là đi vô trong đồng ruộng của dân nè. Mình cũng có thể đi về Gạch Giá được nữa, nhưng mà những cái đường như thế này thì nó rất là khó đi. Mình phải đi ngược ra trở lại sau lưng em á, thì mới ra những cái con đường tỉnh để mình đi về Kiên Giang, Tân Hiệp rồi đi về Gạch Giá sẽ dễ hơn. Đi ngược sau lưng em là cũng đi về Núi Sập được cô chú. Rồi bây giờ em mời cô chú chúng ta cùng đi về chợ Vĩnh Phú với em nha. Đây, ngôi đình rất là đẹp luôn cô chú. Đây là ngôi đình cổ. Đây, để em cho cô chú xem chính giữa ngôi đình ha. Đấy. Ngôi đình thì nằm đối diện ra con lộ và đối diện cái con sông luôn cô chú. Phía bên tay phải em là một con sông. Rồi mình đi thẳng qua đây đi về chợ Vĩnh Phú nha. Sáng ngày ở đây hôm nay cũng còn ảnh hưởng của mưa bão, cho nên là buổi sáng ở đây vừa trải qua một cơn mưa phùn cô chú. Cũng may mắn là mưa dứt rồi, hy vọng chút xíu nữa trời đừng mưa. Chợ Vĩnh Phú này em có đến một lần cách đây cũng khoảng gần một năm rồi cô chú, cũng khoảng 9 tháng rồi. Và ngôi chợ rất là đông luôn, hy vọng hôm nay chia sẻ được một cảnh chợ đông đúc, nhộn nhịp và cuộc sống của bà con ở đây cho cô chú xem. Xã Vĩnh Phú ở đây thì nó giáp ranh với hai xã còn lại, đó là Vĩnh Lợi và Vĩnh Trạch của Thoại Sơn, An Giang. Bây giờ còn sớm quá, bà con chưa có đi ra, có người thì chưa thức dậy nữa nè. Chắc có thể là mấy bữa nay trời mưa cho nên là bà con hay ngủ nước. Đây, tới đây là một cái ngã tư của chú, mình rẽ phải lên cầu là đi sang chợ nha. Phía bên đây có một cô bán cái tủ chuối nướng buổi sáng nè. Mình rẽ trái là đi lại ủy ban xã Vĩnh Phú. Đây là cái cầu Nguyễn Thị Bạo. Đây có một cái quán cà phê bờ kè nè cô chú. Sang cầu này để lên sang chợ.
ở Vĩnh Phú nha. Đây, ngay chỗ này là một cái ngã ba sông nè cô chú. Cảnh sông nước ở đây cũng khá là êm đềm luôn. Ở Thoại Sơn và khu vực xã Vĩnh Phú này nè cô chú là không có mùa nước nổi nha. Ở đây người ta đắp đập bao đê cho nên là không có mùa nước nổi. Phía bên kia cũng có một cái cây cầu sắt bắc qua đối diện cửa sau của chợ Vĩnh Phú cô chú. Cái đoạn em đi đây là cửa trước của chợ Vĩnh Phú. Ở đây có cô buổi sớm đi chợ về rồi. Sớm có cái tủ bánh mì. Ở đây có một cái cầu. Cầu này có tên gọi là cầu Ganh Làng. Đây mấy anh chị này chở gì đây? Mấy chị đi bán hàng khuyến mãi hay sao? Mình đi thẳng qua đây, đi lại phía sau chợ nè cô chú. Cái chợ này, cái nhà lồng xếp theo hình chữ L. Đây là phía trước của chợ Vĩnh Phú nè. Bây giờ em sẽ đi gửi xe, sau đó mình sẽ đi tham quan chợ cho cô chú. Phía trước bà con bán đồ ăn rất là nhiều luôn. Dạ cô chú, bây giờ là khoảng gần 7 giờ sáng rồi nha. Đấy, bây giờ là em bắt đầu đi vô chợ, chia sẻ cảnh chợ buổi sớm, chợ Vĩnh Phú ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho cô chú xem nha. Ở đây là phía trước nhà lồng của chợ Vĩnh Phú nè cô chú. Phía trước thì có một cái bãi giữ xe. Đấy. Đây là ngôi chợ nhà lồng hình chữ L. Mình đi vòng qua phía sau là khu bán cá. Phải nói đây là ngôi chợ rất là đông bên trong luôn đó cô chú. Chợ xã nhưng mà đông lắm nha. Đấy. Đây là một trong những cái con đường đi thông qua các cái xã khác. Ở bên dưới đây là một cái con sông nè. Ở trước đây có một cái tiệm hớt tóc. Đây có mấy chú buổi sớm uống cà phê nè. Mùa này là ở đây vừa mới làm lúa cô chú. Với lại là có những cái cánh đồng đang làm lúa. Và giờ này là rất là nhiều những cái bầy vịt chạy đồng, bà con thả để đi ăn ốc cũng như là ăn lúa dụng ở trên những cánh đồng rất là nhiều luôn. Ở đây buổi sớm á, phía trước là có những cái cửa hàng ăn uống buổi sáng nè. Đấy. Rất là đông luôn nha cô chú. Bên đây là chị bán hủ tiếu gì nè. Hủ tiếu bún riêu. Đông lắm. Rất là đông bà con ăn buổi sáng luôn. Còn cái nhà lồng phía trước á, chính nhà lồng khu ăn uống với lại uống cà phê nữa, cũng rất là đông. À, đây, chỗ đây cũng đông bà con ngồi ăn uống buổi sáng này.
đây mình gửi xe ở đây ha, chợ đông lắm, có chú giữ xe nữa. Ở đây mới làm lúa hả chú? Mới làm lúa. Dạ, chú có làm lúa không? Không. Dạ. Dạ, ở đây chú giữ xe quanh năm hả chú? Dạ. Dạ, quá đông luôn, cảm ơn chú. Quay quán cà phê đây coi. Dạ. Ở đây có mấy chú ngồi uống cà phê nè. Ở đây mấy người dạ. 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 Chào mấy anh mấy chú. Ở đây có mấy chú nào làm lúa trúng không chú? Đó làm ở đâu đó. Hôm đó là cầm ở đây đó. Dạ. Dạ. Làm trúng nước đồng rồi chú. À. Chú nay mình làm lúa một công được bao nhiêu dạ chú? Năm nay trúng hơn năm rồi, năm nay là dưới là tấn, gần tấn là công tập cách đó. Dạ. Lúa nay là có giá không chú? Giá thì con lô 6.650 một ký. Dạ. Rồi. Nhà chú làm được nhiều lúa không? Nhiều ba bốn chục. Năm mẫu rồi chú. Năm ta. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy chú nha. Ở đây mấy chú làm cũng rất là nhiều bà con ở đây làm lúa cô chú. Dạ con quay giới thiệu chợ quê chợ. Lên YouTube cái chủ đề gì nó hiện lên. Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Ống kính đó đây. Dạ. Phát lên. Dạ mốt. Dạ, chợ Vĩnh Phú nha chú. Chợ Vĩnh Phú. Dạ. Ống kính đó đây. Dạ. Rồi cho bà con biết là mấy chú ở đây làm lúa trúng lắm. Dạ. Hai con thắng mấy. Quán cà phê thì coi hỏi quán. Rồi đây bà chủ quán cà phê đâu? Đúng rồi. Đây đây chủ quán. Chủ quán cà phê đây. Vậy hả? Đây là chị chủ quán hả? Ăn cơm. Quán nè. Dạ, bà chủ à. Bà chủ mà phải chỉ người ta. Dạ, con mua cô ơi. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chú. Đi ăn sáng luôn hả chú? Dạ. Bên đây cũng rất là đông nè cô chú. Đây em đi vô bên đây nha. Đây cũng rất là nhiều bà con đi ăn sáng ở đây, uống cà phê. Dạ. Quay lên mấy ổng Duy Huynh chết. Đây ngồi uống cà phê luôn á mấy anh mấy chú. Số đặc biệt mấy chú mấy cậu ơi. Wow. Đây là khu ăn sáng nha cô chú. Ăn sáng uống cà phê. Sau cái nhà lồng này á, cũng có một cái khu ăn sáng uống cà phê nữa. Ở đây cô bán đồ ăn sáng nè. Quay lại làm gì vậy? Dạ quay giới thiệu chợ. Giới thiệu chợ quê cho bà con coi. Vậy hả? Dạ. Ờ, đây là điểm hủ tiếu. Dạ, hủ tiếu hả cô? Ờ, hủ dạ. Tiếu. Đây. Mình bán ở đây lâu chưa? Cô? 18 năm rồi. 18 năm rồi. Wow. Quá dữ ha. Quá dữ rồi. Quá dữ luôn. Sáng này rất là đông khách luôn nè cô chú. Hủ tiếu, bánh canh. Đó. Về quay mấy người ngồi đó luôn cho vui. Đó, ờ, khách đang ngồi ăn đó. Khách đông lắm nha. Ờ, để tao quay phim lên, lại cần hình cho mày. Nè, có cái 17 con. Đây, cái mâm thịt này của chú, rất là đẹp nha. Cảm ơn nha chị. Dạ. Dạ. Dạ em quay phim. Ăn sáng hả sư huynh? Dạ anh ăn đi. Em đi chợ xíu nữa mới ăn. Dạ. Rồi cảm ơn anh trai nha. Ồ, quá sang luôn rồi. Dạ. Đây mấy chị cũng ngồi uống cà phê rất là đông nè. Đấy. Chào chị, đây là chị chủ quán cà phê nè. Đó. Dạ. Ở đây mấy chị, mấy cô ai cũng xinh tươi hết trơn á. Dạ. Dạ. Chỗ này là chỗ cái nhóm tú nữ phải không? Dạ. Trời ơi. Tú nữ
nữ được rồi, nghe nữ tặc sợ lắm. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị mấy cô. Dạ dạ, kênh ống kính đó đây cô, kênh YouTube. Dạ dạ, ngày mốt hỏi lại luôn đó hả, hỏi vốn mốt nha các cô. Dạ tên YouTube á cô. Dạ cảm ơn cô nha. Ở đây cũng ăn sáng nè, đông lắm. Rồi em tranh thủ đi ra phía sau nha. Chợ giờ này là giờ đông nhất của chợ á. Lúc 6 giờ rưỡi là em thấy bà con đã đến chợ đông lắm rồi. Bên đây cũng có một cái quầy ăn sáng nữa nè. Đây, bên đây thì có mấy chị bán trái cây. Chôm chôm, bòn bon, măng cục, dâu nhãn. À, xung quanh đây á, là cũng có một cái quán cà phê, cũng rất là đông bà con ngồi đây uống cà phê nè cô chú. Đó. Ở bên đây em thấy có một chị bán đồ ăn sáng nè, không biết chị bán gì. Ở đây bán cơm. Ở đây bán cơm chay hả chị? Cơm chay. Dạ. Wow, ở đây có hai chị bán cơm chay với bánh mì chay hả? Đây bán thịt xào. Dạ, bên đây thì bán mặn hay chay luôn chị? Mặn, bún thịt xào với bánh nước. Dạ, bún thịt xào, bánh nước. Đây cái quầy bún của chị gì đây? Quầy bún của chị gì đây? Chị hai hay chị ba? Của chị Út luôn. Dạ. Rồi, em cảm ơn nha chị. Dạ. Cái quán bên đây cũng đông nữa nè cô chú. Đó. Quá trời đông vui luôn. Bên đây là cái khu ăn uống nè, nguyên cái dãy đây là bán đồ ăn uống nha. Đó. Bên đây có bánh quê nữa nè cô chú. Đó. Dạ. Hết rồi cô, mới giờ cô bán nhanh quá em. Rất là đắt luôn. Dạ. Dạ, cô bán mau hết, giờ mới có 7 giờ cô bán hết nè cô chú, nhanh lắm luôn, đúng 7 giờ 5 phút luôn. Dạ. Chắc cô làm ngon với lại có nhiều mối nha cô. Dạ. Đây, bánh bò. Xôi này hả con? Xôi. Không có xôi vàng, xôi này nha. Hết xôi vàng rồi. Sáng giờ lu bu cái chưa kịp quay. Ừ, dạ. Ôi, tụi bánh đẹp, chết đâu mấy thằng nó qua đây, quay giác đó, hậu nó có quay giác bánh ăn nha. Dạ. Nãy con không thấy luôn á cô, phải thấy con quay trước rồi. Nãy người ta đẹp chết, quay. Nãy cô thấy con hả? Thấy không? Vậy hả? Trời ơi, phải cô kêu con được rồi. Cảm ơn con nha. Dạ. Cái bánh cái này đẹp quá, nó qua nó quay hồi nó quay à. Dạ. Dạ bản đi rút lên. Đặc biệt ở chợ này là em thấy có bún cá với lại rất là nhiều nha. Bún không ở đây. Dạ. Bún cá, bún mắm rồi phải không cô? Dạ. Đây bên đây có cô bán bún nè. Đó. Bún riêu, bún mắm, bún cá. Rất là đông luôn cô chú. Đây cũng khu ăn bún nữa nè. Đối diện bên đây cũng có một cái quầy bún cá. Đó. Em thấy cái quầy của cô ở đây rất là bắt mắt nha. Cô ơi cho con xin quay phim xíu nha cô. Đây. Chợ này bà con bán bún cá nhiều hả cô? Dạ. Bún cá với bún cua hả cô? Dạ. Đây cái mâm, cái thau điên điển nè cô chú. Đó, cái thau gao. Đó, nhìn hấp dẫn quá. Bên đây là có đầu cá, thịt cá luôn hả cô? Dạ. Đây là hai con trai cô phụ à. Thấy rất đông luôn cô chú. Hai người phụ luôn. Đây cái nồi bún riêu, cái nồi nước lèo nè. Đó.
quá trời hấp dẫn cô chú. Wow. Ở đây mình bán bao nhiêu năm rồi hả cô? Dạ, ngon quá cô chú. Để xíu đi chợ rồi con quay lại thưởng thức. Nè, có mực nữa cô. Dạ, mực khô đầy đủ, khô mực nữa cô chú. Rồi, cảm ơn cô nha. Đây là bún cá của cô gì? Rồi, cảm ơn cô Diễm. Quầy cô Diễm nhìn hấp dẫn lắm cô chú. Đây, bên đây cũng có bún riêu nè. Bên đây thì có cái xe bánh lọt. Này, em gái bán bánh lọt nha. Chào em, cho anh xin quay xíu nha. Hôm nay bán được không? Hồi năm rồi anh cũng có lại đây có gặp em một lần nè. Hôm nay là bán xăm bánh lọt hay em? Ở đây là em tự làm hết luôn hay là mình đếm lại của bà con? Tại năm rồi có nói mà anh quên nè. Cảm ơn em nha. Hay là anh đi chợ xíu. Đây bún riêu cua, bún giò heo nè cô chú. Em đi vòng qua cái nhánh bên đây sẽ đông nha. Đây có một cái xe bánh bao nè. Đó. Bên đây chị cô bán bún. Chị này bán gì chị? Đi chợ hả chị? Cô thì bán bún. Đây, sáng ngày cô bán sắp hết rồi. Ngày bán được mấy ký bún cô? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nha. Đây, phía sau là khu chợ cá nha cô chú. Bên đây là hai dãy bà con bán rau vườn, rau củ quả nha. Ở đây cũng có một cái quầy trái cây có chôm chôm nè, bòn bon, măng cục. Chợ này bà con đi sớm lắm. Rau củ quả. Đấy, bên đây có bánh với khoai mì nè. Đây. Bên đây có cô bán, chị bán đũa. Bên đây là mật ong phải không chị? Cho em xin quay cái nha. Đây mật ong nè cô chú. Đây mấy cái tổ ong. Chắc cái này người ta hái trong cái vườn dừa quá. Vườn cam đúng không chị? À. Sao cái ổ nó nhỏ quá ha? Dạ. Mật ong. À, kênh của chú là ống kính đó đây. Đây cho cô chú xem phía sau nè, rất là đông nha, rất là sôi động luôn. Bên đây có cô bán bánh bao chiên nè. Dạ, khoai mì nữa. Này. Dạ. Đủ thứ hết trơn. Cái này là khoai mì hấp nước cốt dừa hay là mình trộn cô? Dạ. Cái này mình bán sao vậy cô? 30.000 ký. Bán còn 15.000 đi. Bán nửa ký thôi. Dạ. Này khoai mì nha. Ủa hai cô bán chung hả? Dạ. Vậy ai là bà chủ? Hai bà chủ luôn ha. Dạ. Hai chị em hả cô? Hai chị em. Dạ. Hai quả lên truyền hình luôn. Dạ. Quay chú nước mía luôn nè. Bán nước mía hả chú? Dạ. Gì không? Dạ được rồi, con khoai mì thôi. Rồi, cảm ơn cô. Dạ con muốn mua cô ơi. Đây bây giờ là bà con tập trung ra phía sau khu chợ cá nè. Đấy.
Bên đây có cô bán khô nè. Cô xin quay khô xíu nha cô. Khô cá lóc. Mưa hết khô. Dạ. Mưa cái là mình không có làm khô được nhiều hả cô? Dạ. Dạ. Đây là khô cá đồng phải không cô? À, còn cái này là cá chốt, cá trê hả? Cá ngát hả cô? Dạ. Bên đây là khô cá sặc, bổi. Mùa mưa thì bà con rất là khó làm khô. Cảm ơn cô. Bên này rau củ nè. Bên đây cháu xin quay khô ấy nha chị. Đấy, chị gái bán khô mực nha. Đây có khô cá chặt nữa nè. Wow, đặc sản nha cô chú. Khô cá chặt, khô cá sạch, cái chặt này mình bán được giá không anh chị? Bán có 500 ngàn, khô bự đó. Dạ. Khô bự thì dạ. Khô bự này là 500 ngàn ký nè. Khô nhỏ là 450. Người lên bán khô đó đó. Ngày nào chị cũng bán đây à? Nhỏ thì lên phần chị vợ chợ bữa đó. Dạ. Nhưng mà cố định là ở đây. Dạ. Cá chặt này có quanh năm không chị? Có. Vậy là bà con nào mà muốn mua khô cá chạch là lại đây là lúc nào cũng có. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, chị anh. Đấy, bên đây anh bán rau củ. Bên kia cũng có một cái quầy bún vịt nữa được cô chú. Cháo vịt. Bên đây là cháo vịt nha. Mấy nước này vậy? Con ngắn này cái hôm qua. Bên đây có cô bán nấm rơm nè. Con xin quay nấm rơm ấy nha cô. Nấm rơm với bông điên điển. Đây bông điên điển mình luôn phải không cô? Điển mình đó. Dạ. Như bông thái là nó to hơn. Thái nó to hơn mà nó tím tím. Với cái màu nó nhạt hơn không cô? Nhạt hơn mà nó tím. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, đi ra phía sau nha cô chú. Đây, rau củ quả rất là tươi luôn. Đấy. Rồi em ra khu phía sau là khu bán cá nè. Rồi dài dép nè cô chú. Quá trời đầy đủ màu sắc. Dạ. Nước ăn quá gì cô? Ủa mình đâu có lội nước đâu mà nước ăn. Cái màu phải ngâm nước. À dạ dạ. À đúng không? À lúc nào cái tay cũng thấm nước. Dạ. 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 À, có cháu nội vui quá đâu mà không chịu quay trời. Mình là khổ luôn quay lên này là một tướng biết mình là người dân thịt khổ ủng hộ trợ mình vài trăm triệu ủng hộ. Dạ. Cho các cái chợ đẹp đẹp lên á cô. Cho nhà nước các bạn ơi, sửa nhà vệ sinh lại ông nội. Vài trăm triệu sửa lại nhà vệ sinh rồi. Dạ. Nhà nước ham à. Bên đây thì có một cái quầy bánh mì cô chú. Bên đây mấy em gái bán bánh mì nè. Ở đây là bánh mì ngọt hay gì em gái? À, bánh mì con cua hả? Một cái vậy là bao nhiêu em? Lấy cho anh 4 cái đi. Bánh mì ngọt không? Bánh mì ngọt con cua. Rồi. Rồi, để mình mở chỗ rồi.
Đây bánh mì con cua nha. À, anh cảm ơn nha. Cô bán bánh tây yến hả? À. Dạ. Đây. Cô bán bánh tây yến. 5.000 hai bánh. Dạ, vậy con lấy con hai bánh luôn đi. Tại có mình con à, mua nhiều quá ăn không hết. Bự bỏ vô. Ở có ngọt không? Dạ, cảm ơn cô. Sớm con thấy cô bán cũng nhiều lắm nè, mà giờ hết rồi nè. Giờ còn sớm mà cô. Chợ còn sớm mà. Giờ thôi được rồi cô, bồng nhỏ cũng được. Ở đây thì cô bán ổi nè. Đây dùng vô. Dạ. Cảm ơn cô, mấy cô ở chợ Vĩnh Phú chu đáo quá. Cái hồi bánh đâu rồi? Kia. Rồi cảm ơn cô nha. Cảm ơn nha. Dạ. Này cô tự làm luôn hả cô? Tự làm. Dạ. Sâu tự nấu luôn. Dạ, có xôi nữa nè. Ờ, có xôi đậu xanh nè. Xôi đậu xanh. Nè, xôi đậu xanh 5.000 đó. Dạ. Rồi cảm ơn cô, để con đi tham quan khu chợ cá coi. À, ở đây có cá sặc đồng nè cô chú. Đây là khu bà con bán cá nha. Đấy, khu chợ cá. Dạ. Đấy. Đây là cá sặc đồng nè cô chú. Đó. Wow, cá sặc này ngon quá. Đây đây em đi tiếp tục đi thẳng nha cô chú. Đấy. Ở đây mình đi thẳng ra bên kia cũng khu bán cá, bà con bán đồ vườn. Đấy. Trong đây cũng có khu bà con bán cá, cá nuôi nè, cá nuôi bè. Đấy. À, có cá lóc, cá rô, tôm, tép, hải sản đầy đủ luôn cô chú. Đó. Bên đây cô bán cá đồng rất là nhiều luôn nè. Đó. Bên đây cô chú bán cá đồng. Cô cho con xin quay cá xíu nha cô. Dạ. Ở đây có tép đồng nè cô chú. Đó. Cá lồng tông. Ở đây cô bán cá rất là ngon luôn. Đây cái mầm cá của cô ngon lắm nè. Cá chốt giấy, cá chốt sọc. Cá rô biển. Dạ. Quay giới thiệu chợ quê. Rất là đông luôn nha cô chú. Đây cá chốt giấy, cá chốt sọc, cá rô biển. Cái này chắc bà con đủ dớn hả cô? Đủ dớn. Dạ. Cá ngon quá. Cô chú ở đây làm cá. Đây, cá còn tươi còn sống luôn cô chú. Chú bên đây cũng có cái mâm cá rất là ngon. Toàn là cá đặc sản không hả chú? Dạ. Cá trèn nè, cá chốt giấy. Chốt giấy là loại cá đắt tiền nhất trong các loại cá chốt. Cá sặc cùng tươi luôn. Wow. Ngon quá cô chú ơi. Rồi cảm ơn cô chú nha. Trời chuyển mưa rồi nè. Wow. Trời ơi, hy vọng là đừng có mưa cô chú ơi. Trời đen thui luôn rồi. Kéo mây tới luôn rồi.
buôn dù lắm hả chị? Mưa rồi. Chị gái buôn dù. Dạ. Để né né cho chị buôn dù cái. Dạ. Hồi năm rồi như em thấy chị ngồi đằng kia đúng không? Hôm nay qua đây hả chị? Dạ. Như là mắm gia truyền. Sáu năm sáu tuổi rồi. Dạ. Tại vì bỏ mắm nữa. Dạ, em xin quay mắm đấy nha chị. Đây, chị có bán mắm nè cô chú. Năm rồi thì chị ngồi đằng kia, hôm nay đổi chỗ rồi. Rồi. Đó. Cái này là mắm ruột. Bên đây là có những cái kèo mắm cá linh, cá chốt. Hôm nay bán được không chị? Dạ. Năm nay sao đổi chỗ rồi chị? Tại chỗ người ta ngồi với đây người ta. À, chị là chị chạy chợ hay là cố định? Chợ mà. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Đây, mắm của chị rất là ngon đó cô chú, nổi tiếng ở chợ đó. Có không hả? Giới thiệu ông bậy bà quánh chết nữa, bữa sau lại bà quánh nữa. Dạ. Rồi đang kén cho phép ông chị. Rồi. Chị nhiêu tuổi để em biết em làm mai chưa? Dạ. Rồi cảm ơn chị. Đây rất là đông nè cô chú. Đó. Giờ mưa rồi nè, bà con đẩy hàng lại rồi. Mưa tới rồi. Thầy bán hộp dịch. Quá trời hộp dịch luôn. Rồi, em đi vòng qua đây cái đi. Vòng qua đây cũng có khu bán cá nè cô chú. Và ở đây các cô bán gỏi lỗ tai heo. Ở đây là gỏi lỗ tai heo hả cô? Gỏi lỗ tai heo. Dạ, con xin quay cái nha. Ồ, quá hấp dẫn luôn. Còn đây là các cái đòn chả lụa. Chả lụa, chả đầu. Dạ. Mấy cô ở đây làm khéo tay quá. Bên đây cũng có cá ngon nữa nè cô chú. Ở đây là em thấy có ếch đồng nè. Đó. Rồi cá lăng. Wow, ếch đồng nè cô chú. Bên kia cô có bán cá lăng kìa. Ồ, cá lăng với cá trì trắng. Dạ. Dạ. Cá lăng ngon quá cô. Có 100 ngàn ký rồi cô chú. Dạ. Đây cô chú bán cá đồng. Hết đồng. Bán đắt lắm cô chú. Thấy cô chú đó buổi sớm là bán rất là đắt luôn. Rồi bây giờ em sẽ đi vòng qua bên kia nha. Đấy. Ở đây có chị gái bán ghẹ. Chị Xuân à. Dạ. Đồng Thị Xuân. Đoàn Thị Xuân. À. Anh trai này giới thiệu. Dạ. Đây bán lương hả anh trai? Lương như cá lóc. Lương. Dạ. Đây chợ quê mà chị bán có ghẹ sống luôn là rất là hay nha. Hay có cái gì chùa ta. Ba khía là ghẹ quê, ba khía là bà. Dạ. Ba khía sống nữa. Nước mà chạy nước nè. Chưa được tứ. Ghẹ cái này là nhiêu ký hả chị? 200. Dạ. Giá cũng mềm cô chú.
chắc chị lấy ngoài Gạch Giá quá, hoặc là lấy ngoài Ba Hòn, chợ Ba Hòn. Chị có bán ba khía sống nữa này cô chú. Mấy con ba khía nhốt trong lòng nè. Đây còn là ba khía trong thao. Wow. Do chị này có tay mở hàng nè. Em cảm ơn nha chị. Giờ chuyển mưa nè cô chú ơi. Quá trời chuyển mưa rồi. Giống như là ở chợ Cái Răng hôm bữa em quay vậy đó. Ở bên đây là những cái sạp thịt heo nha. Ở đây em thấy có chị bán cá cũng rất là ngon nè. Cá lòng tông, hấp đồng. Bên đây là cá chép. Wow, cá chép hả chị? Em xin về cá nữa nha. Cá chép vàng. Không, chị cứ bắt đi. Chị cứ bắt tự nhiên đi. Để qua em bắt là lão quay dính em đó là sao? Không quay em nha. Dạ. Quay luôn cá lên nha. Cô mua thả hả cô? Dạ, cô mua hết luôn. Dạ. Cá để em cho cá đẹp quá. Bên đây là cá tóc. Rồi, cảm ơn chị gái nha. Này, bên đây là cái khu trầm hẩm nè, các cô ở bên đầu giường mang ra nha cô chú. Bên đây chị này bán cá cũng ngon nữa. Em xin mua cá đó nha chị. Cá ngon là mua đó. Cá chốt. Mua mà không nấu được. Đây cá sặc chị làm sẵn nè, cá chốt trứng. Quay chị này luôn. Dạ. Dạ, đây, cá chốt ngon, cá rất là ngon luôn cô chú. Rồi, em cảm ơn nha chị. Đấy, mấy chị bán cá ngồi đây. Bên đây thì có các cô bán chuột nè, và bán ếch làm sẵn. Bây giờ trời chuyển mưa rồi, cho nên là ai cũng tranh thủ để về sớm. Đấy. Đây các cô bán rau đồ trong vườn mang ra nè. Có cô thì bán con gà. Có nấm nè. Dạ. Hay có lá sâm với nấm mà cô. Cái này phải lá sâm không cô? Lá sâm. Lá sâm ha. Dạ. Đó. Bên đây là nấm rơm. Dạ con quay ai cũng coi được cô. Đăng lên YouTube giới thiệu chợ quê. Đấy. Về tới đâu rồi? Dạ. Về tới đâu rồi? À, đi lên mạng luôn cô ơi. Dạ đi cả thế giới luôn. Dạ con quay rồi. Dạ. Cái này của nhà hay mà sao ít vậy cô? Nhà bán nãy giờ rồi. À dạ mình có bỏ mối rồi không cô? Có. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Bên đây là mấy chị cá làm cá lóc để làm khô nè. Đó. Cái cá làm khô hả mấy chị? Làm mắm hả? Dạ. Cá lóc gọn gọn không cô chú? Dạ. Bảo tố không làm khô được. Dạ. Wow, trời có hai con cá. Em xin quay cá nữa nha anh trai. Ồ, con cá trê bự dưới thân trai. Có một con cá bạch tạng nữa. Con này có 5kg không anh? 3kg hả? Dạ. Cá trê bạch tạng nè cô chú. Ồ, nó rất là dài nha. Đấy. Wow, cá này cỡ 3 gan của em á.
hơn 3 gang á, cỡ 3 gang rưỡi. Rồi mưa tới luôn rồi cô chú ơi. Đây là bà con bán khu chơi ruộng. Lúc sớm đây đông, bây giờ là giảm bớt rồi đó cô chú. Đó. Giờ trời mưa là bà con chuẩn bị dọn hàng. Bên này có chị gái bán gương sen nè. Đây gương sen nhà hả chị? Dạ. Ở đây rất là đông luôn, nhưng mà bây giờ mưa cái bà con chạy trốn bớt rồi. Đây em, hai em gái bán nấm rơm. Giờ mưa tới rồi. Đây nấm rơm nhà hai em gái. Đây em gái bán nấm rơm nha. Hôm nay mình bán được mấy ký? 10 ký ha, vậy là sắp hết rồi nè. Đấy. Giờ chuẩn mưa chuẩn bị về luôn hả? À rồi anh cảm ơn nha. Đây các cô bán. Cô bán xong rồi giờ đếm tiền nè. Chụp cái gì chú? Dạ con quay giới thiệu chợ quê. Dạ. Hôm nay cô bán gì? À nước mắm hả cô? Dạ nước mắm. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Lúc nãy đông lắm, mưa xong mấy bà con chạy hết rồi. Ừ mưa nè. À. Giờ ai là cũng gia cố cái cây dù của mình hết. Bên đây cũng cá chốt nè cô chú, rất là nhiều. Còn ba con nhớ không ạ? Đó, chơi nhiều quá. Chơi năm chỗ. Bên đây có cá tê đồng nè. Chưa, wow, cá chốt nhiều quá. Đấy. Cá chốt này mình làm khô hoặc là kho tiêu. Đó. Cá chốt mùa này có giá không hả cô? Dạ. Đặt vớn hả cô? 16.000 hay 20.000. Dạ. Cảm ơn cô nha. Sắp tới mùa nước nổi là có cá linh. Dạ. Tại bây giờ chưa đâu, bây giờ mới có nước chuẩn bị xuống à. Dạ. Nhưng mà vùng này thì không có nước nổi không cô? Người ta bao đê phải không? Bao đê mà có. Dạ. Có bao đê là 3 vụ quá nè. 3 vụ luôn. Không, cũng có mà cũng như là cái kinh là nó ở trên đường núi là nó xuống là mình làm giống nó chạy là con đổ là nó cắt. Dạ. Dạ dạ. Rồi cảm ơn mấy cô nha. Đây các cô bán chợ ruộng. Đó, bây giờ là các cô bán cũng rất là nhanh nha, tại bà con đi chợ sớm lắm. Đây phía sau đây là cái khu nhà lồng bán quần áo cũng như là đồ phụ kiện của gia đình đó cô chú, ví dụ như là son nồi ha, đồ nhựa đồ, là cái khu nhà lồng cuối cùng phía sau. Đây cô trên đây bán dưa leo rất là đắt nè. Đây cô bán đột bí hả cô hay là đột mướp? À đột mướp. Dạ nó quá thì dài luôn ha. Vậy là mình lặt mình tận dụng hết luôn hả cô? Món khúc gà lá ăn được bình thường. Dạ. À nấu canh. Dạ. Nấu canh cũng lẩu gì ăn ngon cho. Dạ. Rồi cảm ơn cô.
Dạ con chia sẻ lên YouTube cho bà con xem. Giới thiệu chợ quê Vĩnh Phú. Ừ thì biết rồi. Chợ này tuy nhỏ nhưng mà đông vui nha cô. Nhỏ mà nó có vỏ. Dạ đúng rồi. Đôi khi đông hơn những cái chợ huyện luôn. Sung lắm. Chợ huyện là ta đi chợ lai rai người ta. Dạ. Và ta mới đi mua đồ. Dạ dạ. Dạ. Chợ vườn cho nên là bà con đều tranh thủ. À, cô đây bán những cái nải chuối với những cái bắp chuối nè. Đó. Mấy củ khoai với trái khóm. Đây, đây là khu bán quần áo ngoài trời nè cô chú. Dạ. Ở đây có cô bán sơ ri nè với bà khía. Đây bán rau vườn, đồ vườn. Dạ. Dạ. Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Dạ ống kính đó đây. Dạ. Cô lặt tỏi chi vậy cô? Dạ, của khách mua rồi nhờ mình lặt hả? Mấy người trong quán. Dạ. Dạ. Lặt vậy mình có tính công không cô? Không. Không ạ. À. Dạ. Đây là cô bán hành tỏi. Hành tỏi đậu bắp nè. Đó. Bán chuối. Đó. Bán rau. Đây có rau chay nè. À, bên cô này có một cái loại rau tầm để nấu canh chua mà lâu rồi mới thấy nè cô chú. Rau nó ăn lẩu hơn nó dẻo. Dạ. Rau tầm này ăn lẩu hả cô? Dạ. 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 Ờ, đó nhà con thì hay lấy cái này nấu canh chua á, mình bỏ vô thơm. Nhà hàng bây giờ ta mới đó đặc sản. Ừ, đặc sản luôn. Đúng rồi, vô nhà hàng nào rau đó đặc sản. Dạ. Cái này gọi là rau tầm lá dày, phải không cô? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Vậy là các cô thì cũng rất là gành nè. Dạ. Đây rau diệu. Rau diệu thì nào để nấu canh. Nấu canh cua. Dạ. Canh cua, canh cá. Dạ. Này rau muống mình nấu. Dạ, rau muống đồng luôn. Rồi, cảm ơn các cô. Chợ bây giờ cũng mau tan nha cô. Xung một cái là qua. Lúc hồi nãy đông không? Dạ. Dạ. Bây giờ là bên đây là cái khu bán quần áo nè. Bên đây anh trai anh bán con bông, sáng giờ bán được không anh? Đây này dạ. Đi trịch hướng. Dạ. Hôm bữa ngồi bên đây không? Ngồi cũng một chợ mà ngồi trịch hướng cái là khó bán hả? Ngồi vậy ha. Bên đây là quần áo chợ trời nè cô chú. Dạ. Các nước ngoài bảo lục chết quá mình muốn tặng cho dân chứ không dặn gì. Tết rồi. Tết ở Long Xuyên mà đây mới cúng rồi tưởng trời tưởng mặt. Tết ở chợ này chắc đông lắm ha anh trai. Dạ, Tết anh hôm qua ha. Mấy giờ hôm nay. Dạ. Có khi ngày nào dưới mùa mưa rồi thôi. Dạ. Có khi ra đây mà chạy xe chạy cùng chợ không còn ai. À. Cái mưa không ai có dọn đồ ba cái này thì sao chịu nổi. Dạ. Sao như mấy ngày dẹp chơi. Đấy, bên đây là khu quần áo chợ trời nè cô chú. Dạ, quay qua cái máy thì gọn ha. Dạ, nhỏ gọn vậy mình đi đường đổ tiện. Rồi, em cảm ơn anh nha. Bên đây có cô bán bắp nè cô chú. Bên đây thì cô chị này bán sơ ri. Thanh long, chôm chôm, nhãn. Đây là bắp nếp.
mua còn đấy cũng lạnh nữa. Vậy nữa xem như bắp, xem như tết tết gặp. Dạ. Thầy cô đi mua bắp. Quay lắm. Quay đầu vậy. Bắp quẩy lấy trái nhựa mấy chú không. Quay được là từ nhà hai hai chục. Đây cô bán bắp nè. Hai chục không? Bình thường. Bắp đây mình bán sao cô? Ba trái 10 ngàn. Dạ. Ba trái 10 ngàn. Dạ. Lấy cho con ba trái luôn nha cô. Bắp nếp nè. Cô bán cho mấy cô đó trước đi. Ba trái 10 ngàn. Để cho cô bán trước cái rồi tụi chú. Về mua lẩu sợ thì về nấu ăn ngon cũng sao. Mua đi cô. Con ba trái nha cô. Dạ. Dạ khỏi lẩu. Thì bắt nhà ha cô đang lấy lại. Mua bán lại. Dạ. Mua bán lại. Dạ. Quay lên ấy dạ. Dạ quay giới thiệu chợ. Dạ. Hút cho cô bán bắp trên mạng luôn. Cảm ơn cô. Dạ. Ngày bán được mấy trái cô? Bán được 100 mấy ký, 200 ký. À mình bán ký chứ không có đếm luôn hả cô? Ký là căn ký. Dạ. Căn ký. Dạ. Ký thì mình mới nấu. Dạ. Hey, khu bên đây bà con cũng còn đi chợ rất là đông nè. Đó. Rồi, em đi vòng qua bên đây nha cô chú. Hey, đi vòng qua đây đi. Đó. Đây chị này bán bánh cốm. Dạ. Dạ. Em quay phim. Dạ. Dạ. Ở đây chị bán chạy chợ hả chị? Tôi chạy chợ nhưng mà tôi bán hàng tuần. Dạ. Dạ, hàng tuần tôi bán ở đây tới 3 ngày hoặc 4 ngày. Dạ. Đang đi. Ở đây có bánh bía nữa nè. Có. Đó. Bía xong nhà. Wow. Ồ, chị bán bánh của Tân Hơi Duyên luôn hả? Dạ. Một cây bánh này là bao nhiêu chị? Cái bánh bía nè. Cây này 75, cây này 80. Dạ. 80 là khác sao chị? Cây nó khác ở cái là nó 5 sao nè. Dạ. 75 là nó 4 sao. Có một loại của Tân Quê Duyên thôi hả? Có, cái này của đất phương Nam nó rẻ hơn, không ngon mà, nó có 45 dạ. Thôi. Dạ, chị lấy cho em cây này đi. Dạ. À, bình thường em cũng nghe nói bánh bía của dì Hưng Hưng á cũng cũng ngon lắm. Dạ, bánh ba da luôn á, cái bột nó làm cái da làm ba lớp. Tại vì chưa có bán ở hãng đó là chưa biết. Dạ. Bán mè ở đây cái tao chịu ăn mấy dạ. Cái này lắm. Dạ. Dạ. Bán cái này cho nó dạ. Cảm ơn chị nha. Thì mua cây bánh bía. Dạ, đầy đủ rất là bánh luôn nè cô chú. Dạ. Dạ. Bánh rồi xăm bổ lượng. Mấy giờ mới về chị? À, khoảng 10 giờ. 10 giờ. Giờ mấy giờ ta? Dạ. Dạ. Dạ dạ. Đây ngoài bánh bía ra là chị còn bán rất là nhiều các loại bánh mứt. Đó. Có mứt nữa hả chị? Mứt Tết rồi đó chú, đầy đủ. Ồ, mấy nay bán mứt Tết luôn rồi. Không, cái này nó làm quanh năm. Dạ, quanh năm ha. Có hãng làm quanh năm. Dạ, kẹo dẻo nè. Đó. Kẹo dẻo, kẹo gừng. Dạ. Kẹo chuối, kẹo lèo, kẹo bắp, kẹo dừa. Dạ. Sô cô la. Dạ, mấy cái này là Tết nè. Dạ, đúng rồi. Tết đậu thơm đó. Đó, dưa hấu. Dạ. Rồi, em cảm ơn nha. Dạ. Cá nha cô chú. Đó. Để tủ lạnh đi.
khu chợ cá giờ cô chú này bán hết cá rồi nè. Ở đây cái dãy bên bên tay phải từ sau chợ mình đi ra trước nha. Hồi lúc sớm thì em chưa có đi cái khu này, bây giờ em đi ra đây xong cái mình đi ăn sáng luôn cô chú. Bên đây thì có cô cũng bán đồ chay nè. Đây cô bán đồ chay hả cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Hên quá trời chuyển mưa, mưa rớt được vài hột và không có mưa nữa cô chú. Cũng bà con sẽ đỡ vất vả hơn. Ở đây có khách cô uống cà phê đây nè. Vui quá. Dạ. Dạ. Đang quay. Dạ. Đang quay ta đưa lên. Dạ. Đang cho YouTube, cho bà. Dạ. Nói bà này cho bà nào nãy cái là quay lên. Dạ kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Dạ. Đây đó anh Giang là duyên là bạn con. Đó là An Giang nó đây nó quay chợ này cho kìa. Quay hai bốn cái tiệm là kỹ kỹ giùm tôi nghe, cái đưa lên chứ tôi bán ế quá trời ế. Tiệm quần áo của chị ha. Của chị. Đây đây của chị Châu. Của chị Châu bán quần áo. Đó. Quảng bá đồ cho rõ ràng cho tôi nghe. Rồi đây quần áo nam nữ hay chị Châu? Nam nữ đầy đủ cái gì cũng có hết trơn. Áo màu cũng có luôn. Chị có đủ. Mày cái đó là cắt cái giới đó. Đầm váy rồi rất là đẹp nè. Đây chị Châu bán bao nhiêu năm rồi chị? 30 mấy năm rồi. Là ngay nhà mình luôn hả chị? Ừ, nhà đây. Dạ, rồi chị Châu bán quần áo 30 mấy năm. Rồi. Dạ, nhưng mà vẫn cầm vẫn ế. Bán váy nó cầm bậy quá. Bán 30 mấy năm mà sửa sẵn xe biệt thự. Sửa sẵn xe biệt thự. Bán lời lời xe máy biệt thự là đưa lên đi dành cho tao cho ra. Vậy là chị Châu chuẩn bị chuyển sang bán vàng. Nếu chị nào chị Châu bán vàng lại quen. Bán vàng cái khá nữa, bán kim cương luôn. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chị mấy cô nha. Dạ. Dạ. Thôi đi ra phía trước nha cô chú. Ở đây cũng có các cô bán bánh nè. Giờ này thì khu này cũng sắp hết bánh rồi. Chợ đúng là mau tan luôn á cô chú. Rồi các cô đi đi. Nhường cho các cô đi trước. Tiếp chính tàu ơi. Đây bên đây là cô đang đổ bánh bánh bò. Cô bán bánh tét nữa nè. Là còn ba đậu hả? Tét đậu, tét mỡ. Cái này là như ngọt hả? Cái này của cô bán không hả cô? Dạ. Bên kia là cô nướng bánh gì hả cô? Dạ. Bò nướng. Cái dây đỏ rồi này không có dây đỏ dùm chuối. Hôm nay chị mở cho dân ra làm dấu mà. Đúng là dây chuối đó. Cái này nhiêu đòn cho cô? 25. 25 hả? Dạ. Lấy cho con một đòn chuối cho cô. Đòn chuối nào cô lấy một con, cái nào chuối? Cái này chuối nè. Dạ, vậy lấy đưa cổ giùm con đòn đi. Dạ. Ý gớt rồi. Để con lụm. Đây, con gỡ nha. Dạ. Đây cô bán bánh mà ngồi trên cao nhìn dễ thương quá nè. Ngoài ra đây có bánh chuối. Bánh chuối hấp. Bên đây là chị bán táo. Nhìn lại ông thì ông đang quay đó. Đây chú bán măng hả chú? Dạ. Măng. Măng này măng gì mà củ bự quá hay chú? Măng mình tông. Này mình tông đen ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mùa nào mùa mưa là có mùa măng rồi. Cảm ơn chú nha. Đây ra đây ăn sáng này không biết còn bún cá không nữa. Đấy.
ra đây ăn bún cá đi. Cô ơi, làm cho con tô bún cá đi. Bún cá cá tô ngon ngon là sao hả con? Làm là có đầu hả con? Dạ. À, thôi cho con một tô bình thường đi. À, dạ. Tô ngon đi nhưng mà không có đầu. Nói chung tô đặc biệt đi mà không có đầu đi. Dạ. Rồi. Nãy giới thiệu của cô, giờ thưởng thức, chia sẻ cho cô chú xem. Dạ, rồi cảm ơn. Chào chú. Hey, cô cũng đi ăn bún riêu nè. Ủa, bún cá hả cô? Nè, bún chay, bún chay. À, bên đây là bún chay ha. Bún chay. Dạ, vậy là cũng có một cái quầy bún chay nha cô chú. Đấy. Là chay mặn đều có ở chợ hết. Dạ, kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Ở đâu ạ? À, con ở Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Dạ. Mình muốn mở Tiền Giang gặp không? Gặp chợ Vĩnh Phú hả? Dạ, cô lên YouTube ống kính đó đây. Ừ, hả? Dạ. Bà chủ bán cô là bún chay. Dạ. Để quay giới thiệu cho cô chị chủ bún chay đi. Dạ. Dạ, một ngày bán được mấy tô chị? Bán được 200 tô đó mà. 200 tô. Mấy tô có đâu lời ăn con. Dạ. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn chị. Dạ, đây là cái tô bún cá em kêu nè cô chú. Cái tô này là cái tô bình thường là 20.000 nha. À, của cô lúc nãy em quay đầu tiên á, bây giờ lại thưởng thức, chia sẻ cho cô chú xem luôn. Đây có rất là nhiều cá. Này là phần thịt cá nha. Còn cái này là chả nè. Ở đây em thấy có bắp chuối. Đó. Rồi rau găm. Đó. Đấy, gạo thơm. Bên đây là cái sợi bún. À, đặc biệt cái sợi bún cá đây thì cái sợi nó rất là nhuyễn nha cô chú. Nhuyễn như cái sợi bún rạo của mình vậy đó. Này, bún này rất là nhuyễn luôn. À, có những chỗ khác bà con bán cái sợi bún rất là to, còn ở đây thì cô này dùng cái sợi bún nhuyễn. Còn đây là cái đầu cá mà em kêu thêm. Nãy định không ăn đầu cá nhưng mà kêu để chia sẻ quay cho cô chú xem luôn. Cái đầu cá này thêm thì 15.000 nha. Bún cá thì bà con sẽ có dùng cái ngải bún, nó sẽ khử được cái mùi tanh của cá. Còn ở đây là cái chén muối ớt thì em ăn bằng muối ớt. Ở đây có rất là nhiều nước chấm luôn, nước mắm, rồi muối tiêu, muối ớt thì em dùng muối ớt. Đó. Thì cái tô của em tổng cộng là phần ăn của em hôm nay tổng cộng là 35.000. Đó. Gồm đầu nè 15.000, rồi cái tô này là 20. Rồi bây giờ mời cô chú ăn bún cá với em nha, để em trộn lên cho nó đều một cái, cho cái rau nó chín chút xíu. Ngon quá cô chú ơi, nhìn hấp dẫn quá. Đấy. Ăn tô bún làm giống anh hết cái chịu. Chị ăn giống em luôn hả? Dạ. Ăn giống em luôn nha. Ăn tô bún nó đầu bữa nay được quay lên đài. Ngon quá cô chú ơi. Cái nước rất là ngọt vừa ăn nha. Thơm. Món ăn ngon hay không là trước nhất là cái nước đó cô chú. Ở đây có bông điên điển nữa nè. Cái cá mình chấm muối. Bình thường cái thịt cá này đó, cô đã ướp và gia vị sẵn rồi, nó cũng vừa ăn rồi, nhưng mà ai muốn có cái mùi lạ thêm nữa thì mình chấm với muối muối ớt, muối chanh. Cái đầu cá thường mà rất là nhiều cô chú thích ăn cái phần ruột cá cô chú. À. Đây là cái ruột cá. Em chấm muối ớt. Ruột cá rất là giòn béo.
Thường mà em hay đi những cái ngôi chợ cô chú, thì đây là ngôi chợ mà em thấy bán bún cá rất là ngon và rất là nhiều cô bán nha, chứ không phải là một cô đâu mà hầu như là cô nào bán cũng rất là ngon đó cô chú. Cái điều đặc biệt đây là đàm đầy đủ gia vị luôn đó. Ở đây là bình thường bà con ăn là có tô 15 ngàn nữa, rồi tô 20 là sẽ nhiều thịt hơn xíu, rồi có đầu là thêm 15 ngàn nữa cô chú. Dạ bây giờ là chợ tan rồi đó cô chú, bây giờ mới khoảng 9 giờ nhưng mà chợ mau tan lắm, bà con nhóm bán rất là sớm luôn, đi chợ đông nhất là thời điểm khoảng 6 giờ đó cô chú, 6 giờ đến 7 giờ rưỡi là chợ đông nhất. Phía ngoài chợ này cô chú, đi ra phía sau ha, mình đi thẳng luôn là ra sau chợ. Lúc nãy thì em không có quay cái khúc phía sau chợ, cho nên là bây giờ em đi về thì em sẽ chia sẻ cho cô chú một đoạn phía sau chợ luôn. Đây là khu nhà lòng phía sau nè, đằng sau đây là ít người đi lắm. Ở sau đây cũng có một cái bãi xe nữa, nếu bãi xe ở trước thì đông hơn. Ở đây thì có một cái cây cầu sắt bắc qua sông. Đi sang cây cầu sắt này cũng có thể đi về được cô chú, em đi qua cầu sắt này luôn. Chiếc tàu rất là lớn. Dạ rồi, em xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian đi tham quan chợ Vĩnh Phú, một ngôi chợ quê đậm chất miền Tây ở Thoại Sơn, An Giang nha cô chú. Cô chú, anh chị và các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho một like, một bình luận và một đăng ký kênh để em có động lực chia sẻ nhiều video hơn nữa cho cô chú, anh chị và các bạn xem nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Các cô chú, các anh chị, các bạn thân mến, khi mà đi quay chợ Vĩnh Phú xong thì trên đường đi em đi ngang một cái cánh đồng, thấy bà con ở đây đang vô mùa gặt lúa nè cô chú. Đấy, phía xa cô chú có thể thấy những cái máy gặt đang cắt lúa nè, bây giờ là tầm khoảng 10 giờ sáng rồi. Bên đây em thấy có một đội quân đang cắt lúa mà đang bắt chuột rất là sung luôn cô chú. Em tới đây chia sẻ cho cô chú xem nha, phía đằng xa kia kìa, rất là đông luôn. Như em đã nói, khu vực này là không có mùa nước nổi, nhưng mà cũng là thời điểm cắt lúa luôn cô chú. Còn những khu vực như gần biên giới giáp với Campuchia là bây giờ bà con cũng cắt lúa xong rồi, và bây giờ là chỉ chờ mùa nước nổi lên nè cô chú. Đó, bên đây em thấy đang bắt chuột rất là đông nè. Đây, ở đây có mấy em gái đi bắt chuột luôn nè cô chú. Con gái mà đi bắt chuột rất là giỏi nha. Đây, những cái máy gặt đang cắt khí thế luôn.
Wow, đất ở đây khá là lầy á cô chú, cho nên là bắt chuột em nghĩ là cũng vất vả lắm luôn á. Thường đất lầy là sẽ có nhiều chuột á. À, những cái máy cắt ở đây là mắc lầy luôn. Đây mấy em bắt chuột nè, bắt chuột bắt cá. Bắt chuột hả mấy em? Bắt chuột hả anh? Dạ, vui quá. Đây, à, đi theo cái máy cắt hả anh? Đây cô chú, chuột lứa lứa không à? Nãy giờ bắt được như đây hả em trai? Thì chắc cũng được cỡ 3 kg á, 3 kg hơn á. Chuột này cô chú, chuột còn sống luôn. Bây giờ anh thấy chạy theo máy nhiều lắm mà. Đây cảnh bắt chuột cắt lúa rất là vui cô chú. Bắt ở đây hơi lầy. Ồ có con cá nữa kìa. Cá trê bự. Trê hả sư huynh? Dạ, đã quá hả? À. Trê trắng hả? À? Dạ. Hai cha con đây. Buổi sáng sớm là trời mưa, còn bây giờ là hết mưa rồi cô chú. Bây giờ nắng lên rất là đẹp rồi nè. Lúa hôm nay không biết có trúng không anh? Lúa vậy rồi trúng không? Dạ. Hai thằng bé nó cầm cái túi chuột dễ thương của cô chú. Không biết bắt chuột không? Không hả? Dám cầm chuột không? Cầm rồi nó sẽ chạy ra rồi sao? Ở đây các em trai em gái với mấy anh ở đây đó, là chờ chuột chạy ra là sẽ bắt nó cô chú.